Khe hở môi và vò miệng là một dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt hay gặp. Ở Việt Nam, số lượng trẻ mắc phải dị tật khe hở môi và vò miệng rất lớn. Đáng nói khoảng 15.000 trẻ em trên cả nước chưa được điều trị. Hiện nay, việc điều trị khe hở môi, vò miệng đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều bệnh viện trong nhiều năm đã tổ chức các chương trình phẫu thuật miễn phí, giúp trẻ không may mắc dị tật có được cuộc sống bình thường. Và có thể nói là sự chung tay của các tổ chức thiện nguyện đã giúp cho rất nhiều em nhỏ được phẫu thuật miễn phí ở giai đoạn đầu đời, góp phần đem lại nụ cười lành lặn, một tương lai tươi sáng hơn cho các em. Và sau đây là ghi nhận tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đến từ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, bệnh nhi 12 tháng tuổi bị khe hở môi, đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật. Theo nhận định của các bác sĩ, tình trạng hở môi của em khá nặng khi khe hở toàn bộ, khoảng cách hai cuống răng khá xa. Sự chênh lệch biến dạng của hai cuống răng tương đối lớn. Cái này gọi là sự nặng. Trường nặng của bệnh nhân này là một cái khe hở môi toàn bộ. Thứ hai là khoảng cách giữa hai cuống răng là khá là xa và sự chênh lệch biến dạng của hai cuống răng cũng tương đối lớn. Tôi đi siêu âm thì phát hiện 4 tháng phát hiện bé bị chết môi ở bách cũng rất là buồn. Nhưng đến lúc đi khắp nơi thăm sàng lọc thì tôi cũng được các bác sĩ khuyên bé cũng sẽ thể phẫu thuật được và sẽ có nụ cười và sẽ xinh hơn. Qua hai lần phối hợp trước đó, đã có gần 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khám và phẫu thuật miễn phí. Việc được khám sàng lọc và tư vấn từ các bác sĩ chuyên môn sẽ giúp gia đình các em có những can thiệp kịp thời. Qua kết quả sàng lọc của chương trình phẫu thuật nụ cười cho em năm 2023, đã có 92 trẻ em bị các bệnh lý về răng hàm mặt như là khe hở môi, vò miệng, dị tật thừa ngón tay, thừa ngón chân của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận đủ điều kiện được phẫu thuật. Công tác chuẩn bị được bệnh viện hết sức quan tâm để chương trình diễn ra thành công. Về phía bệnh viện, chúng tôi rất là vinh dự được phối hợp và đồng hành với tổ chức phẫu thuật người. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, thiết bị, giường bệnh, các phòng khám, phòng chờ, các nhân viên, bác sĩ và các tổ chức phẫu thuật người để khám và phẫu thuật cũng như là điều trị cho các cháu. Mong muốn quý cháu sau này có một người xinh hơn ạ và cảm ơn các bác sĩ rất nhiều ạ. Rất nhanh thôi, các bác sĩ sẽ giúp cho các em tìm lại nụ cười, để nụ cười của các em sẽ được tươi tắn hơn, trọn vẹn hơn.